Chú trọng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam cả trong và ngoài nước, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút trọng dụng trí thức, đặc biệt là trí thức tinh hoa, chuyên gia đầu ngành và nhân tài của đất nước, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ kế cận. Đây là một trong những quan điểm được nêu trong nghị quyết 45, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành và đang triển khai thực hiện đề án số 01 về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035. Tuy nhiên, đến nay, việc thu hút đội ngũ nhân lực trẻ trình độ cao vào hệ thống chính trị thành phố cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập còn không ít khó khăn. Vừa qua, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của thành phố từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023 đã trao quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho 3 thí sinh trúng tuyển, trong khi thành phố đặt mục tiêu tuyển dụng 63 vị trí. Không chỉ hệ thống chính trị thành phố mà ngay cả các đơn vị sự nghiệp công lập cũng gặp khó khăn trong việc tuyển dụng sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc như tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tốt nghiệp đại học ra giữ lại thì bước đầu phải là trợ giảng, thì như vậy là cái mặt bằng về thu nhập các em thì cũng không thể nào tốt bằng ở bên ngoài được, cho nên là các em nếu mà có cái vị trí bên ngoài tốt hơn thì các em sẽ ưu tiên chọn cái bên ngoài. Việc khắc phục bất cập về chế độ, chính sách thu hút đội ngũ nhân lực trẻ, trình độ cao, các nhà khoa học đầu ngành là vấn đề cấp thiết hiện nay. Mới đây, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình VNU 350 với nhiều chính sách đãi ngộ các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành, nhằm mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút được 350 nhà khoa học trẻ, nhà khoa học đầu ngành về công tác. Thì để mà thu hút các cái nhà khoa học trẻ, các cái nhà khoa học về đầu ngành về công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì cá nhân tôi cho rằng là có 3 cái không gian hết sức là quan trọng. Không gian thứ nhất là cái không gian sáng tạo, tức là nhà khoa học được trao quyền, được chủ động ở trong công việc. Cái không gian thứ hai ấy, đó là không gian để mà đóng góp và cống hiến. Thì khi mà về công tác tại Đại học Quốc gia thì các nhà khoa học sẽ có cơ hội được chủ trì các cái đề tài dự án lớn, đóng góp thiết thực cho cái sự phát triển của đất nước. Và cái không gian thứ ba ấy, đó là cái không gian mà tôi cho rằng hết sức quan trọng, đó là cái cùng phát triển, cùng thăng tiến. Thu hút thì đương nhiên là trường có những chính sách, hiện nay xây dựng những chính sách mới về tiền lương, làm sao cho các bạn trẻ về có nhất là đầu tiên là phải đủ sống ở môi trường nghiên cứu trước. Cái thứ hai là có môi trường nghiên cứu, có những phòng thí nghiệm đầy đủ những thiết bị để các bạn làm phát triển. Đối với những tiến sĩ trẻ, tài năng trẻ đang ở trường thì trường thay đổi chính sách tiền lương theo nghị quyết 27 của đảng. Và đồng thời ví dụ các bạn tiến sĩ trẻ mà số lương mới về 3 chấm thì nhà trường phải hỗ trợ một khoản kinh phí cũng như là các cái đề tài nghiên cứu, làm sao cho các bạn có thể là có môi trường tốt nhất. Có rất nhiều cái phúc lợi, ví dụ như là nhà ở, xe công vụ hoặc là những cái điều kiện để cho con cái học hành và những cái dịch vụ bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe. Có những cái phúc lợi như thế thì nhà khoa học sẽ chuyên tâm hơn vào công việc của mình. Từ năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng nhiều chính sách đãi ngộ mới cao hơn giai đoạn 2018-2023. Về thu hút người tài vào làm việc ở khu vực công theo hai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự kiến mức thu nhập của chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt có thể lên đến 100 triệu đồng một người một tháng. Thu nhập được hỗ trợ đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao có thể từ 2 đến 4 lần mức lương cơ sở vùng của Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh chế độ, chính sách, xây dựng môi trường làm việc tốt, cần thông tin đầy đủ và mô tả công việc cụ thể, các vị trí việc làm mà Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu để ứng viên hiểu rõ và tham gia. Từ đó, góp phần cùng hệ thống chính trị, chính quyền thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.